Hello, xin chào tất cả các bạn Chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình Thì mình là Trung đây Hôm nay mình sẽ tiếp tục đi trước cho các bạn bài tập tài chính tiền tệ chương số 5 nhé Và ở chương 5 này chúng ta còn mỗi bài 8 thôi chúng ta sẽ hết chương 5 Đúng không nào? Và chúng ta sẽ chuyển sang chương 6 nhé Ok, thì bây giờ chúng ta hãy cùng xem đề này Đề của chúng ta như sau Cho biết tỷ lệ chưa bắt buộc cho tiền gửi không kỳ hạn là 10% Tỷ lệ chưa bắt buộc chúng ta nhớ rồi đúng không? Đó là RD Bằng bao nhiêu đây? 10% Ok, ngân hàng quyết định giữ 5% của mỗi dòng tiền không kỳ hạn để phòng tránh nhu cầu rút tiền mặt của khách hàng. Chúng ta thấy này. Ngân hàng quyết định giữ 5% đúng không? Tức là tỷ lệ chữ dư thừa ra là 5%. Đúng không nào? Vậy RE bằng 5%. Đó, 5% nhé. Tiếp theo là gì? Ngân hàng trung ương cho các ngân hàng thương mại vay 250 tỷ. Ngân hàng trung ương bán 20 triệu USD cho ngân hàng thương mại tỷ giá 21.000 đồng cho anh phủ vay 500 tỷ. Vậy đây là chúng ta thấy là gì? Người ta không nhắc gì đến C cả. Đúng nào? Và như mình đã nói rồi, nếu người ta không nhắc gì chúng ta cứ mặc định cho nó bằng 0. Được chưa? Đó, nhớ nhá. Nếu người ta không nhắc là nó là không có đấy, tức là nó là 0% đấy Được chưa? Xong. Bây giờ yêu cầu là gì? Xác định lượng tiền cơ sở tăng thêm, ý B xác định hệ số nhân tiền, ý C xác định lượng cung tiền tăng thêm. Hiểu rằng đây ý, khi mà mình ôn tập cho các bạn công thức thì mình đã nói rồi đúng không? Đây. Lượng tiền cơ sở đây, số nhân tiền và lượng cung tiền đây. Đó, với lượng tiền cơ sở thì sao? MB sẽ bằng tổng lượng tiền tăng thêm trừ tổng lượng tiền giảm đi, đúng không? Còn số nhân tiền này sẽ là M nhỏ bằng 1 cộng C trên C cộng RD cộng RE. Còn lượng cung tiền thì là MS bằng M nhân MB, vậy thôi. Ok không nào? Xong nhá. Đó. Vậy bây giờ này, chúng ta sẽ cùng làm nhá. Yêu cầu đối nhất của người ta là gì? Xác định lượng tiền cơ sở tăng thêm. Ok, vậy chúng ta cùng làm này. Ở IA ấy là lượng tiền cơ sở tăng thêm, ta biết rồi đúng không? Đó là cái delta MB của chúng ta ấy sẽ bằng là gì? Tổng lượng tăng tổng lượng tiền tăng lên ấy trừ tổng lượng tiền giảm đi đúng không? Đó, tức là cái gì tăng tại cộng cái gì giảm tại trừ. Vậy bây giờ chúng ta xem này. Đầu tiên là gì? Đây, ở hai cái đầu này ấy, người ta chỉ báo cho chúng ta là RD và RE là như này thôi thì không cần quan tâm nhá. Tiếp theo là cái thứ ba người ta bắt đầu nói này. Ngân hàng trung ương cho các ngân hàng thương mại vay 250 tỷ. Đúng không? thì các bước ở đây là chúng ta xác định là cái nào là tăng cái nào giảm để chúng ta tìm ra cái delta mb đúng không đó là sự thay đổi trong mb đấy hay bây giờ chúng ta xem nhá đầu tiên là gì khi ngân hàng trung ương cho các ngân hàng thương mại vay chứ ra phải bơm tiền không với ngân hàng trung ương ấy sẽ lấy tiền ra này xong cho các ngân hàng thương mại vay thì là bơm tiền đúng không nào bơm tiền thì là mb tăng đúng chưa Đấy, MB này sẽ tăng lên bao nhiêu? Tăng lên 250, đúng không? Bởi vì đây, cho vay 250 tỷ mà. Đây đơn vị ở tỷ nhá thì nó thấy đây. Cho vay 250, ok. Ý thứ hai là gì? Ngân hàng Trung ương bán 20 triệu USD cho ngân hàng thương mại với tỷ giá là 21.000 đồng. Thì việc chúng ta bây giờ là gì? Cho thấy này, ngân hàng Trung ương bán từng này cho ngân hàng thương mại. Sau đó, tức là khi mà bán là họ thu tiền về đúng không nào? Đó, thì chúng ta nói là gì? Ngân hàng Trung ương đây ý một nhá, xong rồi nhá, ý hai này. Ngân hàng trung ương bán 20 triệu USD cho ngân hàng thương mại. Đúng không? suy ra có phải thu tiền về không? Thu về nó đồng về không? Đó, bởi vì bán mà, bán tiền đô cho ngân hàng thương mại thì ngân hàng thương mại phải trả tiền cho ngân hàng trung ương chứ. Đúng không nào? Đó thì phải thu tiền Việt Nam về. Tức là gì? Cái hoạt động này, ý, cái hoạt động bên trên này là bơm tiền đúng không? Hoạt động bên dưới này là hoạt động gì rồi? Hút tiền. Đúng nào? Bởi vì đấy, hút tiền về mà hút Việt Nam đồng về mà có phải là hút tiền không? Đó. Mà khi hút tiền thì sao? Rõ ràng là MB sẽ giảm. Nhưng mà MB giảm bao nhiêu đây? Đó thì chúng ta phải tính ra. Số lượng là bao nhiêu chúng ta tính ra nhá. Đầu tiên này chúng ta thấy này. Bán 20 triệu đúng không? Ok. Vậy thì nó sẽ giảm từ này nhá. Đó là đầu tiên này, đó là 20. Đây, 20 nhá. Bán 20 triệu mà thì 20. Sau đó chúng ta phải đổi về Việt Nam đúng không? Tức là bán 20 triệu đồng này, với tỷ giá là như này thì về Việt Nam là bao nhiêu tiền đúng không thì chúng ta tính bằng cách là gì cho ta đấy 20 này đây 20 x 10 mũ 6 nhá để nó thành là thành 20 triệu đâu nào đấy chúng ta lấy 20 x 10 mũ 6 tức là 6 số 0 ấy được chưa đây chúng ta mình sẽ cho các bạn xem này 20 x 10 mũ 6 đấy thì có phải là thành 20 triệu không đây 20 x 10 mũ 6 đúng không thì có phải là bằng đây các bạn thấy không khi lấy 20 nhân 10 6 nó sẽ là 20 triệu Tức là 10 6 đại diện cho 6 số 0 đằng sau ấy Đấy tóm lại ở đây là 20 triệu nhá 20 triệu Sau đó nhân với gì Nhân với cả tỷ giá Tỷ giá đây là 21 000 Đúng không Đó Thì khi mà đổi như này thì nó sẽ về là gì Đơn vị là triệu Tuy nhiên là gì Chúng ta thấy đơn vị này là đơn vị tỷ đúng không Chúng ta đang theo đơn vị tỷ Cho nên người ta chia 1 tỷ nhá 1 tỷ đó là bao nhiêu 10 mũ 9 Đúng không nào, mũ 9 tức là số 1 và 9 số 0 Hiểu này không? Ok đây, mình sẽ cho các bạn xem. 11 9. Được không? Đó, thì có phải 1 tỷ không? 1 9 số 0, đó là 1 tỷ đấy. Đúng nào? Bởi vì đây đang là đơn vị tỷ mà, bài này đang là đơn vị tỷ, cho nên chúng ta phải chia cho 11 9 chúng ta đổi ra đơn vị tỷ nhá. Đó, vậy bây giờ chúng ta lấy máy tính ấn đi xem nó bằng bao nhiêu. Được không? Đấy, việc chúng ta rất là dễ thôi, đổi 20 triệu này đấy, ra Việt Nam đồng và theo đơn vị tỷ Thì là được, đúng không? Thế bây giờ sẽ là 20 x 10 mũ 6 Ok Sau đó nhân với cả 21.000 20 x 11 6 x 21.000 Sau đó chia cho 11 mũ Vậy thì bằng bao nhiêu người ta tìm ra thôi 420 tỷ Ok 420 tỷ Bạn đây là đang là giảm nhá Nếu có đang là giảm ấy Thì chúng ta phải trừ đi cái này Được không Và cùng làm sao Cho chính phủ vay là 500 tỷ Ok Thì chúng ta thấy này Khi mà gì cho chính phủ vay 500 tỷ ngân hàng trung ương cho chính phủ vay đấy đúng không ngân hàng trung ương cho chính phủ vay 500 tỷ thì suy ra là gì nó lại là một hoạt động bơm tiền rồi đúng không nào lại đưa tiền ra mà cái ngân hàng trung ương ấy với tác động các ngân hàng trung ương đó là gì ngân hàng trung ương ấy mà đưa tiền ra ngoài ấy, thì sẽ là bơm tiền đưa tiền vào trong sẽ hút tiền đúng không thì đây ngân hàng trung ương cho chính phủ vay 500 tỷ có phải bơm tiền không bơm tiền thì sẽ mb lại tăng đúng không mb lại tăng lên 500 tỷ được chưa nào Xong nhá Vậy thì bây giờ này chúng ta đã tính được cái tổng lượng tiền tăng trừ tổng lượng giảm chưa Đấy có ba cái như này thôi Đây cho ngân hàng thương mại vay này Bán 20 triệu USD này và cho chính phủ vay này Có ba cái này thôi Thì đây chúng ta đã thấy rồi đúng không Đầu tiên ấy là cho vay này nó là gì Là MB tăng 250 tỷ thì có phải là tăng là chúng ta ghi cộng không 250 Tiếp theo là gì Ờ đây là MB giảm 420 tỷ có phải là trừ 420 không Ok Nói tiếp theo là gì cho chính phủ vay 500 tỷ thì có phải là cộng 500 không? Tăng này, đúng không? Mới tăng 500 này, cộng 500. Đó, vậy là chúng ta lấy này. Cái delta MB chúng ta ấy, đó là lượng tiền cơ sở tăng thêm chúng ta ấy sẽ là 250 trừ 420, sau đó cộng 500. Đó, chúng ta tính ra xem bằng bao nhiêu. Đây. 250 trừ 420 cộng 500 bằng 330. Ok. Vậy là 330 tỷ 330 tỷ nhá Xong Đó Thì có phải là câu A ta tính xong rồi không Cái lượng tiền cơ sở tăng thêm chúng ta sẽ là 330 tỷ Ok chưa nào Tiếp theo là ý B nhá Để ý B là gì Xác định hệ số nhân tiền tiêu còn nhớ không Mình đã nói cho các bạn rồi đấy Hệ số nhân tiền là gì Đây Hệ số nhân tiền Nó là M nhỏ đúng không M bằng này M chúng ta ấy sẽ bằng là 1 cộng C chia C cộng RD cộng RE các bạn nhớ không? Các mình đã nhắc rồi đấy. Nếu mình đã nhắc lại công thức rồi thì nó rất là dễ như thế này thôi đúng không? 1 cộng C đây mà mình đã nói rồi. Khi mà người ta không nhắc gì đến C thì C bằng 0. Ok. Chia này. 0 C đấy là 0 ấy. Cộng RD và cộng RE thì RD chúng ta đâu? RD chúng ta là 10%, RE là 5%. Ok, 10% và 5%. À, vậy thì bằng bao nhiêu thôi? 1 này chia 10% cộng 5%. Đó, chúng ta chia thôi. 1 chia 10% cộng 5% bằng này. Nó ra là 20 phần 3 đúng không? Và 20 phần 3. Ok, chúng ta ghi là 20 chia 3 đi. Đó, thì chúng ta nhân cho đúng. Ok không nào? Xong nhá. Thì bây giờ chúng ta xong ý B rồi này. Tiếp theo chúng ta đến cái C là xác định lượng cung tiền tăng thêm. Đây, C chúng ta đây lượng cung tiền tăng thêm là bao nhiêu thì các bạn nhớ đúng không lượng cung tiền ấy đó là cung tiền thì công cung tiền công thức của nó là gì m lớn bằng m nhỏ nhân mb đúng không tuy nhiên đây, đây là tăng thêm nhưng chúng ta sẽ nhân với cái gì lượng tiền cơ sở tăng thêm này đúng không đó là delta mb đấy delta mb thì bây giờ bằng gì đây có phải là m chúng ta là hai mươi phần ba không và delta mb chúng ta tìm được ra là bao nhiêu đây đây nên là MB nãy giờ chúng ta tìm được là 330 Đó bằng Ok Vậy 20 chia 3 và nhân 330 ấy, Thì chúng ta lấy đúng không 20 chia 3 Nhân 330 Đó thì nó ra là số chẵn đúng không 2200 Đó, Số rất là đẹp Thì đây mình mới bảo các bạn Thôi cứ để game này đi Đừng có đổi ra đúng không Khi các bạn đổi ra là nó là bao nhiêu phẩy bao nhiêu đấy Thì khi nhân vào nó không còn đẹp nữa Ok không nào Đấy vậy nhá Và lượng tương tiền tăng thêm là tỷ 2.200 tỷ Ok không nào Đấy là rất là dễ như vậy thôi Thì chúng ta đã cùng nhau đi chữa hết tất cả bài tập chương số 5 rồi Nó rất là đơn giản như vậy thôi đúng không nào Thì nếu các bạn có thắc mắc gì về bài tập của chương số 5 Thì cứ để phần bình luận hoặc là nhắn tin cho mình Mình sẽ giải đáp cho các bạn nhé Ok Thì bài giảng về chương số 5 của chúng ta kết thúc tại đây thôi Với các video sau thì chúng ta hãy cùng đến với chương số 6 nhé Ok, thì video của mình hôm nay đây thôi. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video tiếp theo. Bye!